Sáng ngày 8 tháng 7, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng và đại diện ngành y tế cùng các bệnh viện trong tỉnh. Đến sáng ngày 8 tháng 7, Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên 346 ca, cao nhất từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay. Theo lãnh đạo ngành y tế, sở dĩ số ca mắc tăng đột biến do phát hiện ổ dịch mới tại huyện Nhân Trạch ở hai công ty thực hiện ba tại chỗ. Cái khó của ngành y tế là hệ thống xét nghiệm dù xoay sở nhiều nguồn nhưng vẫn thiếu do số người lấy mẫu tăng cao, không đáp ứng được. Mua máy mới thì không có hoặc phải mất cả nửa đến một tháng nữa máy xét nghiệm mới về. Công suất tối đa của toàn tỉnh hiện chỉ 6.000 mẫu đơn. Khả năng xét nghiệm không đáp ứng kịp sự lây lan nhanh của dịch bệnh. Hiện tại, ngành y tế đã gấp rút đưa vào sử dụng nhiều giường chữa trị cả bệnh nhẹ, không triệu chứng đến bệnh nặng. Nhưng lập bệnh viện dã chiến đến đâu, quá tải đến đó. Đồng Nai chỉ có thể chịu được 8.000 bệnh nhân. Nếu vượt quá con số đó là áp lực quá lớn đối với ngành y tế. Do đó, một trong những yêu cầu cấp bách là các huyện phải giãn cách ngay các khu nhà trọ, nếu không dịch sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Nhân Trạch tăng lên 100 ca là nó rơi vô hai cái công ty mà làm ba tại chỗ. Thì báo cho anh chị hai cái công ty này á là sau khi họ test được một là công nhân âm tính rồi thì họ cho họ vô làm. Nhưng mà họ không thực hiện đúng là mấy ngày phải test lại một lần 20%. Thì đến đùng một cái phát hiện lại là số công nhân bị dương là mỗi công ty là hơn 50 trường hợp. Nói tóm lại, đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của chúng ta có những cái ổ dịch mà rất là lo lắng. Một là nó tập trung ở vùng thành phố, hai là khu Cảng Dài, ba là khu Quá An và bốn là chỗ huyện Nhân Trạch. Thì báo cáo anh chị là như thế này, hiện nay là cái số trường hợp tử vong không phải như 10 ca đâu, chúng ta là lên đến 14 ca rồi. Trong đó chúng tôi tiếp tục còn có 23 ca là diễn biến nguy kịch, 61 ca là có triệu chứng nặng và 141 ca là triệu chứng trung bình. Như vậy tiên lượng trong những ngày tới tỷ lệ tử vong của Đồng Nai nó sẽ nằm ở con mức là 20-30 trường hợp trong những ngày tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng Đồng Nai cũng rất khó khăn trong việc chuẩn bị giường bệnh chữa trị cho các ca bệnh nhẹ và bệnh nặng. Máy xét nghiệm cũng thiếu. Các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ hai điểm đến, nhưng khi xét nghiệm trước khi vào ở lại doanh nghiệp thì âm tính. Vài ngày sau lại dương tính khiến việc phòng dịch ngày càng khó khăn. Công nhân muốn về quê không muốn ở lại nhà trọ trong công ty thì Đồng Nai sẽ tổ chức cho về để giảm bớt áp lực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhận định, việc chống dịch của tỉnh dù có nhiều nỗ lực nhưng còn hạn chế, trong đó có năng lực xét nghiệm. Tốc độ lây lan của dịch quá nhanh và điều này không phải là lỗi của ngành y tế. Chúng ta đang chạy theo dịch, xử lý được ổ dịch này thì ổ khác phát sinh. Những địa bàn trọng điểm như thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhân Trạch cần phải giãn cách quyết liệt hơn nữa. Đồng Nai mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đại diện Bộ Y tế cho rằng Đồng Nai cần phải thành lập ban điều phối xét nghiệm toàn tỉnh vì những ngày tới lượng mẫu xét nghiệm sẽ còn cao hơn. Những nơi có nguồn bệnh cao, nguy cơ cao thì dùng mẫu đơn, không làm mẫu gộp vì phải tách trải qua hai lần. Đối với các ca F1 thì cứ 3 ngày làm test nhanh một lần và đều cho kết quả âm tính trong vòng 14 ngày thì giải phóng F1. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đồng Nai thực hiện nghiêm chỉ thị 16, làm sao bảo vệ vùng xanh, khoanh vùng đỏ, tiếp tục tăng cường 4 tại chỗ, trước mắt là xét nghiệm. Trên thị trường hiện có rất nhiều cái test nhanh kháng nguyên có cái độ chính xác cao đạt tới 100%, vừa cao vừa rẻ, không phải như 230.000 như anh Sơn nói đó. Và hiện tại chúng tôi đã biết có những loại vừa nhập hiệu quả cao rẻ của châu Âu chỉ 90.000 thôi. Thì đề nghị chỗ anh Vũ cũng nghiên cứu phương án chúng ta mua tập trung để được nhiều test kháng nguyên, tổng thể cái giá thành cũng sẽ rẻ hơn. Và trước mắt khi mà chúng ta chưa đủ cái visa thì chúng ta có thể dùng test nhanh kháng nguyên để mà nhanh chóng nhấc F0 ra khỏi cái khu vực lãnh tỉnh. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh Đồng Nai cần chuẩn bị khoảng 10.000 giường bệnh để chữa trị cho các ca F0 từ không có triệu chứng đến bệnh nặng. Trong công tác điều trị phải phân tầng đúng và chuyển bệnh đúng, không nên chuyển sớm quá và muộn quá, tránh quá tải hoặc tăng tỷ lệ tử vong. Điều cần thiết nhất là phải bảo vệ nhân viên y tế, thành lập trung tâm điều phối, chia theo mảng, truy vết, xét nghiệm.